những cánh rừng trải rộng, xanh ngát. Rừng đa tầng tán, còn nhiều cây to hàng trăm năm tuổi. Thảm đất xốp bùn, ẩm ướt. Tất cả cho thấy sức sống mãnh liệt của những khu rừng. Làng bản ẩn khuất trong những cánh rừng. Rừng che chở và nuôi sống dân làng. Có rừng là có làng bản. Hàng trăm năm, những khu rừng mang trong mình niềm tin tín ngưỡng của bà con dân tộc thiểu số. Nhiều cánh rừng trở nên linh thiêng và mang hồn của làng, của bản. Là nơi thần rừng, thần núi trú ngụ để bảo vệ buôn làng. Đây là khu rừng chía của người Dao Đỏ ở thôn Dền Sáng, xã Dền Sáng, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Chỉ rộng khoảng 2 hectare nhưng khu rừng này đã gói gọn cả hồn làng, hồn bản của bà con dân tộc nơi đây. Cách đây 200 năm, người Dao Đỏ đã đến với vùng đất này. Và họ chọn khu rừng này để làm nơi gửi gắm niềm tin và tín ngưỡng của dân tộc mình. Với bà con, rừng chía chính là tài sản thiêng liêng nhất, là cơ sở duy nhất giúp cộng đồng người Dao đảm bảo sự tồn tại bền vững cả về đời sống vật chất và tâm linh. Xưa, cái dân tộc Dao chúng tôi ấy thì từ vượt sông qua biển từ châu khác đến cái Việt Nam mình, thì bắt đầu là vào đây thành lập một cái quả đồi đây là làm một cái địa điểm để bảo quản những người dân tộc Dao mình quản chi các loại ma quỷ quái. Tức là ở cái quả đồi đấy, cái chị ông đấy mình sẽ hứa đạt đấy cái tổ tiên của mình đó, một phần ở nhà, một phần ở đấy. Ấy, tức là hàng năm đi cúng thì mời cả cái tổ tiên gia đình các hộ cúng xuống đây cúng. Đấy. Xong là bảo quản nhưng các loại ma quỷ quái không để cho bà con bệnh tật ốm đau. Thứ hai là nó lại bảo quản dùng xanh các loại vân vân. Thứ ba là dân tộc Dao chúng mình hàng năm giờ cứ tiếp nối theo cái truyền thống của ngày xưa các cụ để truyền lại. Với người dân tộc ở Dền Sáng, Lào Cai, rừng chía, còn gọi là chía ong trong, là rừng chía tổ, được hình thành từ khi người Dao Đỏ đặt chân đến Dền Sáng. Họ chọn khu rừng này là nơi thực hiện nghi thức cúng tổ tiên và các vị thần. Tục lệ này được duy trì đều đặn vào những ngày dần, ngày thìn tháng 1 và tháng 2 âm lịch hàng năm. Xã Dền Sáng hiện có 5 thôn là Dền Sáng, Ngải Trồ, Trung Trải, Nậm Giàng 1, Nậm Giàng 2, bao gồm 437 hộ dân thuần 100% là dân tộc Dao Đỏ. Tuy nhiên hiện tại chỉ có chía ong trong thuộc thôn Dền Sáng là nơi duy nhất trên địa bàn xã còn duy trì tập tục cúng tại rừng, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của người Dao Đỏ. Và khu rừng đó mặc nhiên đã mang trong mình một sắc màu linh thiêng không ai dám xâm phạm. Không phải riêng người Dao của xã Dền Sáng, có thể người Dao ở nơi khác người ta cũng đã biết là nói về chía. Chía thì người ta đã hiểu câu chía đó là rừng thiêng, rừng cấm rồi, người ta không vào. Phải nói là cái rừng chía thì có một cái rất là thiêng, là bà con ở đây thì người ta không dám vào, mà trong đó vào có thể là một hai người vào ấy, thì phải nói là rất là sợ, cảm giác có cái linh cảm ấy, sợ hãi. Tất cả những cái cây gỗ từ cành cây cho đến thân cây thì đều là không được lấy ra khỏi cái khu vực này, mà có một cái thiêng đó là đối với bà con ở đây là không nên đốt những cái chất ở trong rừng chía. Mà mang về nhà đốt nữa thì có thể là nó theo cái tâm linh người ta nói là sẽ là bị ảnh hưởng đến sức khỏe con người, có thể bị ốm đấy. Phải về rừng chía này để cúng mới lành được.
Giống như người Dao ở Dền Sáng, người Tày ở Khe Vát, Đình Lập, Lạng Sơn cũng có một khu rừng thiêng. Đây là khu rừng đã có hàng trăm năm tuổi và cũng được bà con bảo vệ bằng luật tục, bằng việc thiêng hóa rừng. Họ lập miếu thờ thần rừng, không cho ai xâm phạm, không ai được chặt cây, không ai được phát nương làm rẫy ở khu vực này. Nếu ai xâm phạm, trước hết sẽ bị thần rừng của phạt. Sau nữa thì sẽ bị cộng đồng thôn bản bắt phạt theo quy định có trong luật tục, hương ước. Vài năm trở lại đây, lễ cúng rừng tại Khe Vát được tổ chức vào đúng ngày giỗ tổ Hùng Vương. Các lễ vật đem cúng thần rừng đều do người dân trong bản đóng góp. Mức đóng góp của các hộ dân đồng đều như nhau. Điều này cũng nhằm mục đích để thần rừng ban phát điều lành cho tất cả mọi người ngang nhau. Người Tày tin vào thần thánh thì mỗi năm đi cúng 3 lần để mình phù hộ mình đi đâu may mắn cái đấy. Xong là cày cấy đến cái mùa tháng riêng thì cày để cầu năm đấy tài lộc. Đến tháng 3 thì cầu mình cấy vụ tháng 3. Tháng 7 thì mình lại cầu vụ tháng 7. Cái rừng thưa thiêng ấy, là cái ma rừng thiêng ấy, nó bảo vệ mình đi đâu may mắn đến đấy này, thì đi đâu nó phù hộ theo. Nói về rừng thiêng thì thực tế là riêng rừng thiêng là nói với cái câu là kỵ cấm rồi, không ai được vi phạm. Nếu vi phạm thì theo luật là xử theo lệ làng là con lợn phải 50 cân. Đấy. Để ra làm cái lễ cúng thần, nó rõ như thế. Những ngôi miếu im lìm giữa cánh rừng, cửa khóa then cài suốt cả một năm. Không ai dám vào trong rừng, không ai chặt phá cây. Những thân cây gỗ, dù là to hay nhỏ, vốn bị đổ gãy trong mưa gió, thì nó vẫn luôn nằm đó, nguyên vẹn cho tới khi bị mục rỗng. Tất cả đều cho thấy rừng đã được bảo vệ bởi tính thiêng của nó. Bất kỳ dân tộc nào, dù là người Dao, người Nùng hay người Tày, thì rừng thiêng, rừng của làng bản luôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Cái này cái đặt rừng thiêng bảo vệ thiêng phải không ạ? Cũng thiêng thật đấy. Cũng thiêng thật. Chúng tôi giữ được là rừng thiêng. Chúng tôi là chứng đối rừng thiêng đó. Cái anh mà đi chặt một cái cây không có đường ra. Bản thân tôi trong khế ban đêm không dám vào đâu. Không ai vào đây, vào trong rừng chặt phá rừng. Ai cũng đều hiểu biết là cái rừng này rừng thiêng, là quỷ không ai nhặt lấy. Theo quan niệm của cộng đồng dân tộc thiểu số, rừng và đất đai của làng không phải chỗ nào cũng giống chỗ nào, mà thường được phân chia thành các vùng theo mục đích sử dụng khác nhau. Mỗi khu vực có một quy ước quản lý sử dụng riêng. Với khu vực rừng tâm linh, rừng thiêng, rừng ma, mỗi dân tộc sẽ có cách gọi khác nhau. Dân tộc Mông gọi rừng thiêng là rừng Nào Lồng, rừng Thứ Tỷ. Dân tộc Nùng là rừng Đồng Chứ, Đồng Hầu. Người Dao Đỏ gọi rừng Chía, hay dân tộc Vân Kiều gọi La Pay. Dân tộc Thái Tây Bắc gọi tên rừng thiêng là Đông Tu Xưa, Đông Khuông, Đông Bá Hẻo. Dân tộc Thái miền Trung gọi là Piềng Lẩu, Đuống. Ở Tây Nguyên gọi là rừng Giọt Nước, rừng bảo vệ đầu nguồn. Các khu rừng thiêng, rừng tâm linh là loại rừng không thể thiếu, không tách rời trong cuộc sống hàng ngày của các dân tộc thiểu số, thể hiện sự tôn trọng của dân làng với giàng và thần linh. Để bảo vệ rừng thiêng thì người ta thiêng hóa rừng lên. Người ta có những cái câu chuyện cổ tích, có những cái huyền thoại để dắt dạy trẻ nhỏ là không được đến gần đấy. Đến gần đấy là nguy hiểm như thế nào, phá rừng là ra sao. Và biết bao đôi trẻ mà lên cái rừng thiêng đó thì đi bị chết như thế nào. Những người khác vào thì xảy ra điên rồ ra sao. Tất cả những cái câu chuyện đó nó như dắt dạy tất cả cộng đồng và không ai vi phạm cả.
và người ta có luật tục, có những ký hiệu ai đến trước bảo vệ rừng như nào, những rừng nào có dấu hiệu ra sao thì không được làm. Tất cả các luật tục đấy thì lại được cộng đồng tuân theo và được hàng năm đều nhắc nhở lại, được thế hệ trước trao truyền cho thế hệ sau, bố mẹ truyền cho con cái, nhưng được diễn lại, được thiêng hóa trong cái lễ cúng rừng. Với người dân tộc thiểu số ở các vùng rừng núi, họ quan niệm mọi vật xung quanh đều có hồn, hay còn gọi là ma, và đặc biệt là các khu rừng đều có thần. Khái niệm ma ở đây hoàn toàn khác với những gì mà người miền xuôi vẫn hiểu. Ma của họ có nhiều loại. Có loại ma giúp đỡ con người trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như ma mưa phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Ma sâu bọ không phá hoại mùa màng. Bởi vậy hàng năm trong những khu rừng thiêng, những khu rừng tâm linh ấy, bà con tổ chức lễ cúng rừng để cầu mong thần linh phù hộ cho bà con thôn bản làm ăn thuận lợi trong một năm mới, một vụ lúa mới và bảo vệ được rừng, đất rừng. Mấy cái thần này thực ra là cũng như người ta cũng nhà chùa đấy, có mấy con thần đấy, nó sinh ra trời đất đấy. Tức là cúng này mục đích là cúng để bảo vệ rừng, phù hộ bà con, bởi vì nó có cái tâm linh ở trong đấy, bởi vì cúng để nó phù hộ cho cả làng, nên nó phù hộ mình cả năm, làm ăn tức là cắt lại mọi mặt, nói chung chung, kể cả chăn nuôi, kể cả làm ăn, kể cả làm bảo vệ rừng. Đây là cúng cái thành linh. Đấy, thành linh mà cái thành rồng, mười cả bốn góc trời thành linh mà rồng, và đây phù hộ mà giúp cho bà con nhân dân ở đây giảm nó bất đi coi như là cái ốm đau, mà nó mưa thuận rõ hợp mà ngu không phải đủ, mà nước cũng không quét ngu mà đấy, để giữ được coi như là giường. Cũng như người Kinh cần có đất tín ngưỡng để cúng thổ công thổ địa, thì nhiều cộng đồng làng bản các dân tộc thiểu số, rừng là nơi thực hành văn hóa tín ngưỡng, phát huy văn hóa dân tộc. Cộng đồng các dân tộc thiểu số đều quan niệm rằng giữa con người với thiên nhiên như rừng, đất, nước có mối quan hệ khăng khít với nhau. Và trong những cánh rừng linh thiêng ấy, người dân đã lập nên những miếu thờ. Có nơi, bàn thờ để cúng rừng chỉ đơn giản là một tấm gỗ hoặc là một phiến đá dưới gốc cây to. Rừng thiêng này là nơi mà thờ cúng các vị thần linh. Nếu là ở làng của người Kinh có cái đình, nếu các làng khác có cái miếu thờ thần hoàng làng, thì ở vùng người Dao là rừng thiêng, khu rừng thiêng đó bao giờ cũng được thiêng hóa, và người ta cũng làm một cái miếu nhỏ ở đấy, hoặc người ta chỉ dựng hòn đá lên, hoặc dưới một gốc cây to, thì người ta coi đấy như là nơi thờ thần hoàng làng, những người khai phá ra làng đó. Đồng thời ở đấy quan trọng hơn là người ta thờ cả một hệ thống thần linh của làng, cả một hệ thống thần cai quản của rừng. Có những nơi mà chúng tôi ghi được là gần 200 vị thần linh được gọi về, to nhất là Ngọc Hoàng cho đến tổ người Dao. Nhưng tất cả khi trong lễ cúng rừng thì đều nói về vấn đề phải bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước. Nghi lễ cúng rừng hàng năm là văn hóa lễ hội rất có ý nghĩa. Lễ hội là cơ sở pháp lý để giải quyết tất cả các vấn đề của người dân thôn bản, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng và các hành vi thuộc về đạo đức của con người. Nó được xây dựng trên cơ sở tất cả mọi người cùng tham gia, nên mọi người đều tự giác chấp hành. Các quy định được thông qua trong lễ cúng là những điều hết sức có tác dụng,
Và đây cũng là dịp để các già làng, thầy cúng, những người có uy tín trong cộng đồng chia sẻ, truyền dạy, giáo dục thế hệ sau về tình yêu thiên nhiên và có trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc quản lý và bảo vệ rừng. Chỉ bảo cho con cháu là giữ gìn cái bản sắc văn hóa trong những cái ngày lễ đấy, để không làm mất đi truyền thống của địa phương, với lại để bảo vệ được rừng, bảo các thôn mình, các hộ, các gia đình của thôn mình là đóng góp mình bảo vệ cái rừng, cũng cái rừng này là rừng uống nước, rừng bảo vệ của dân. Các cháu không được đi phá lung tung, không phá cho trò những đồ phá, cho nên là ông già cũng tuyên truyền giáo dục cho con cháu để biết. Lễ cúng rừng thường được người dân tộc thiểu số tổ chức vào Tết Nguyên Đán. Lễ vật cúng gồm rượu, thịt, lợn, gà, xôi, bánh chưng do các hộ dân trong bản đóng góp. Già làng là người tổ chức và điều hành nghi lễ cúng cùng với thầy cúng. Họ chính là cầu nối đưa nguyện vọng của bà con dân bản tới các vị thần thiên nhiên để được phù hộ và che chở. Rõ ràng, rừng không chỉ gắn liền với đời sống vật chất của người dân, cho họ cây măng, rau rừng, củi khô, mà còn là cuộc sống tinh thần, tâm linh và là linh hồn của cả làng bản. Không thể phủ nhận, những lễ hội cùng các luật tục, hương ước có liên quan đến rừng của bà con dân tộc thiểu số đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và bảo vệ rừng. Cái điều quan trọng nhất là ông thầy cúng, ông ấy đọc những cái quy ước là cả cộng đồng phải tuân theo ở những điều đó, không được vào chặt phá rừng và không được trộm cắp ra sao, không được hái quả như thế nào, làm nương thì phải tuân theo như thế nào, vân vân. Tất cả các cái quy định đấy được cả cộng đồng tuân theo, và những cái hương ước, những cái quy ước như thế thì nó càng linh thiêng hơn trong một cái buổi truyền dạy ở trong cái lễ cúng đấy. Nếu cái quy ước đó truyền lại cho con cái ở một cái môi trường khác thì cũng là tốt, nhưng lại đây truyền cho tất cả thế hệ sau ở trong một môi trường linh thiêng được thờ cúng như thế thì tính thiêng nó càng làm cho cái hương ước, quy ước cái thiêng hơn, và nó ngấm không phải chỉ bằng lý lẽ, nó ngấm bằng cả cái chất thiêng của cộng đồng. Nếu như với dân tộc Kinh, người dân có các chùa, đền, đình làng để thờ cúng và gửi gắm niềm tin tín ngưỡng, thì với đồng bào dân tộc thiểu số, họ lại có các cánh rừng thiêng, mó nước, hòn đá thiêng. Tôn trọng, bảo vệ thiên nhiên, gắn bó với rừng, bảo vệ rừng đã trở thành ý thức trong các hành vi ứng xử của từng thành viên cộng đồng. Xây dựng làng bản ở chỗ nào là phải có cái đền, cái miếu để mà thờ cúng cái thần làng này hàng năm, để mà cho dân làng ăn nên làm ra, rồi an phận không ít đau ốm. Không chỉ người Tày ở Lạng Sơn, người Dao, người Nùng ở Lào Cai, mà với hầu hết bà con dân tộc thiểu số các vùng rừng núi trên khắp cả nước, rừng không chỉ gắn bó với cuộc sống sinh kế, mà còn là niềm tin, tín ngưỡng của họ. Bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên chính là cách để các vị thần che chở cho dân làng và đem lại cuộc sống bình yên, ấm no cho cộng đồng. Và các luật tục bảo vệ rừng của bà con dân tộc lại trở thành một nét văn hóa đẹp của các buôn làng người dân tộc thiểu số vùng cao nói chung và Tây Nguyên nói riêng. Cái đồng bào dân tộc Tây Nguyên nói chung và dân tộc Xê Đăng mình nói riêng á, thì cái đời sống của người ta là người ta gắn với rừng rất rất lâu, và cái cuộc sống gắn với rừng của họ đó là nó thể hiện cái văn hóa, rồi cái thể hiện cái sinh kế của người ta. Không có rừng thì nó không có cái văn hóa truyền thống của người ta, mà cái văn hóa truyền thống thể hiện là gì? Hàng năm là người ta cúng rừng, hàng năm là người ta làm lễ cúng bắn nước, rồi họ làm lễ lúa mới,
rồi họ làm lễ tỉa rẫy, ví dụ những cái lễ đó. Như vậy thì cái người dân họ gắn với rừng và họ lúc nào cũng gắn cái sinh kế và cái văn hóa với rừng. Và qua đó thì từ đó mình mới thấy rằng gì, gắn cái sinh kế văn hóa với rừng nên người ta mới bảo vệ rừng. Người ta bảo vệ rừng là không phải là người ta có những cái là mình cứ bảo là rừng núi là người ta phát đó. Người ta phát đốt chọc tỉa, nó có cái quy trình của nó ấy. Chứ không phải họ phát ẩu phát tả chỗ này chỗ kia đâu. Không chỉ những khu rừng thiêng mà các khu rừng đầu nguồn nước cũng được bà con bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là loại rừng được khai thác lâm sản phụ nhưng rất hạn chế. Loại rừng này tương đương như rừng phòng hộ theo phân loại của nhà nước. Với dân làng Gia Rai thôn Ca Bay, xã Hơ Mông, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, rừng đầu nguồn cũng được xem như rừng thiêng của buôn làng, là viên ngọc quý nơi cao nguyên xa xôi, giúp giữ nước, giữ đất cho buôn làng, thoát khỏi những trận mưa bão và hạn hán. Họ quan niệm, còn cây rừng thì còn nước, nước còn thì buôn làng còn. Vì thế, tất cả người trong buôn phải giữ lấy cây rừng để dòng nước của họ mãi tuôn chảy. Luật tục giữ rừng cũng được sinh ra từ đấy. Và với anh A Điếu, trưởng thôn Ca Bay, mỗi dân tộc sẽ có những cách xử phạt khác nhau. Nhưng có lẽ luật của bà con Gia Rai được cho là đặc biệt hiệu quả trong bảo vệ rừng, bởi nó cho thấy sức mạnh của cả một cộng đồng mà đôi khi luật pháp cũng khó có được sự răn đe tuyệt đối như vậy. Mỗi dân tộc thì một luật nó khác nhau. Riêng làng các bài dân tộc của người Gia Rai nó khác. Cái luật đó, nó đã có từ xưa nhưng mà nó phải có cái đoàn kết. Ví dụ như một người mà đi chặt cây thôi, đấy, ông phải đền cho làng. Đền cho làng bằng thứ nhất hình thức đầu tiên đấy, phải cảnh cáo. Phải cảnh cáo là gọi đứng lên nhà rông bản hộp phải bình ở đó. Là được kinh đầu tiên. Lần thứ hai phạt phạt con heo. Đấy. Ba là phạt con bò, con trâu. Đấy. Mà nếu mà còn vi phạm nữa là có khi là đuổi ra khỏi làng. Đó là cái mức độ nghiêm trọng nhất. Đó. Đó. Không cho ở làng nữa. Vì ông ở làng đã ông vi phạm rất nhiều rồi. Vì không thể giáo dục được nữa. Ngoài khu vực rừng thiêng, khu vực rừng bảo vệ nguồn nước, bà con dân tộc thiểu số còn có khu vực rừng khai thác sản phẩm chung của cả làng bản. Tại các khu vực này, cộng đồng thôn bản cùng quản lý chung để khai thác lâm sản như củi, lương thực, thực phẩm cho người và chăn nuôi như rau, củ, quả, măng, thuốc nam, nguyên liệu cho ngành thủ công như mây tre, thuốc nhuộm, hoặc chăn thả gia súc, phục vụ nhu cầu hàng ngày của các thành viên trong cộng đồng và lợi ích chung của cộng đồng. Loại rừng này tương đương như rừng sản xuất theo phân loại của nhà nước. Việc hưởng lợi từ rừng của bà con trong mỗi thôn bản cũng cho thấy sự công bằng trong các quy ước. Chẳng hạn như tại khu rừng sử dụng chung ở Dền Sáng, Bát Sát, Lào Cai. Rừng được bảo vệ nghiêm ngặt, không ai được vào chặt phá. Mỗi năm, làng quy định chỉ mở cửa rừng 1 đến 2 lần với tối đa là 3 ngày để bà con có thể vào rừng khai thác cây vầu và củi với số lượng được quy định rõ ràng, thể hiện sự công bằng trong tiếp cận và chia sẻ lợi ích cộng đồng. Rừng sản xuất này được bà con quản lý bảo vệ và đồng thời thì bà con cũng được tận dụng ở trong cái rừng sản xuất này. Đặc biệt là về cây vầu đối với bà con xã Diên Sáng không thể thiếu được. Mà trong đó thì cái cây vầu này thì bà con hàng năm lấy để rào ruộng mạ cũng như là rào vườn để canh tác và đồng thời thì cũng được bà con tận dụng ở trong cái rừng sản xuất này lấy củi khô như cây cành khô. Một năm người ta chỉ cho phép 1 đến 2 lần lấy thôi, người ta có hạn chế của nó. Quy định là mỗi một lần vào rừng ấy thì gia đình anh có nhiều người hay ít người cũng chỉ được phép 2 người vào trong đấy lấy. Mà trong đó người ta quy định thời gian 2 đến 3 ngày, do là người ta lại cấm không cho các cái hộ này vào. Cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số trên các vùng cao đều nương tựa vào rừng. Sự hình thành làng bản cũng gắn liền với những cánh rừng cụ thể. Rừng là của buôn làng. Và chỉ có sức mạnh của cả một tập thể mới có thể bảo vệ được rừng. Bởi vậy,
cũng không có gì khó hiểu khi những cánh rừng của cộng đồng, rừng của thôn bản vẫn tồn tại và ngày càng được duy trì sự đa dạng sinh học. Nó đã khẳng định được đúng vai trò và ý nghĩa của mình, như những gì đã được ghi trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 1991. Rừng là tài nguyên quý báu của đất nước, có khả năng tái tạo, là bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái, có giá trị to lớn đối với nền kinh tế quốc dân, gắn liền với đời sống của nhân dân và sự sống còn của dân tộc. Năm 1992, văn bản pháp luật về rừng và đất lâm nghiệp lần đầu tiên cũng đã thừa nhận làng bản là chủ sở hữu rừng, chủ rừng hợp pháp đối với khu rừng truyền thống do họ quản lý. Điều 3, Nghị định 17 HDBT của Hội đồng Bộ trưởng năm 1992 về việc thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng cũng ghi rõ rừng làng, rừng bản thuộc quyền sở hữu công cộng của làng, bản theo quy định của pháp luật. Như vậy, Chính phủ Việt Nam đã chính thức công nhận cộng đồng dân cư thôn, bản là một thực thể pháp lý trong quản lý tài nguyên rừng và khái niệm rừng cộng đồng đã được sử dụng thường xuyên trong các văn bản pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, với các cộng đồng bà con dân tộc thiểu số, họ vẫn gọi rừng cộng đồng là rừng của bản, rừng của buôn làng. Sự khác biệt đó phần nào đã cho thấy khái niệm về rừng cộng đồng, về chủ thể sở hữu rừng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đến giờ vẫn hoàn toàn chưa được thống nhất. Cộng đồng dân cư phải là một cộng đồng có một cấu trúc quản lý rất tốt, có một văn hóa, có một cơ sở đó mà từ thống nhất đoàn kết trong nội bộ rất tốt. Chứ cộng đồng không phải là một nhóm người, mà không phải nhóm các hộ với nhau, không phải. Để chúng ta đừng hiểu sai đi, vì khi chúng ta sử dụng rất là nhiều cái cộng đồng nói tiếng Pháp, cộng đồng ASEAN, rồi là cộng đồng quốc tế, rất nhiều những đó. Thì đây cộng đồng trong quản lý tài nguyên rừng phải hiểu nó như vậy. Và họ gắn với cái tài nguyên rừng, tài nguyên nước, cả cái môi trường sinh sống của họ. Đấy là cần phải hiểu một cái đúng. Và rất chặt chẽ, đối với cộng đồng thì không có sự chia chác gì cả. Sự cứu mang đến tròn vẹn và đảm bảo cái tính công bằng trong hưởng lợi rất là cao. Theo quan niệm của đồng bào dân tộc thiểu số, rừng cộng đồng là những khu rừng thuộc sở hữu chung của toàn cộng đồng làng, được giới hạn trong một không gian có ranh giới xác định và được thừa nhận bởi những làng xung quanh. Rừng cộng đồng có hai đặc điểm. Thứ nhất là rừng thuộc sở hữu toàn cộng đồng. Trong lịch sử hình thành phát triển của các làng bản thì hoàn toàn không có rừng thuộc sở hữu cá nhân. Điều này là tuyệt đối ở khu vực Trường Sơn, Tây Nguyên. Thứ hai, rừng cộng đồng bao gồm các loại rừng. Rừng tâm linh gồm rừng cấm, rừng thiêng, rừng ma, rừng bảo vệ nguồn nước, rừng sử dụng chung của làng, của bản. Rừng cộng đồng đã tồn tại từ lâu, nó gắn với lợi ích cuộc sống của người dân, gắn với tâm linh, tự do tín ngưỡng của cộng đồng. Thực tế đã chỉ ra rằng trải qua nhiều thế hệ, những cộng đồng sống trong rừng phụ thuộc vào các sản phẩm từ rừng đã đúc kết cho mình những kiến thức bản địa, những luật tục truyền thống trong quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng xung quanh họ. Những lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm của cộng đồng thể hiện lòng tin, tín ngưỡng của người dân đối với rừng. Sự tôn trọng của họ với rừng, nơi đã cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày cũng như cuộc sống tâm linh của họ. Chính bởi vậy, hơn tất cả các đối tượng khác, họ mới là chủ thể bảo vệ rừng tốt nhất. Đã là rừng cộng đồng rồi, là cả cộng đồng chung sức để bảo vệ. Cộng đồng dân cư thì mỗi một người dân là một người quản lý. Thì còn bên pháp luật thì có thể là một anh cán bộ địa chính, một anh cán bộ kiểm lâm. Thì nó khác hoàn toàn với một đây, một cả một cộng đồng, họ cùng nhau quản lý, là họ có thông tin với nhau, họ trao đổi với nhau. Rồi cái hương ước của họ quy định thì anh đã vi phạm vào trong cái làng của họ thì anh phải chấp nhận cái quy ước của hương ước của thôn làng. Mà cái này không phải do một người đặt ra mà cả thôn làng đặt ra, nên là anh không có thể hoàn thù với cá nhân với người nào, mà cả một cộng đồng thôn làng họ đã quy định những điều đó, anh đã xâm phạm thì anh phải chịu trách nhiệm về những cái việc anh đã xâm phạm trong rừng. Do đặc điểm đồng bào dân tộc thiểu số, chính cái rừng cộng đồng nó sẽ là
tốt hơn rất nhiều. Nếu như mà cũng cái trường đó mà là ta phân cho nhiều hộ, mỗi hộ một khoản quản lý thì nó sẽ không hiệu quả. Những hành vi ứng xử với đất, với rừng của bà con dân tộc thiểu số đã cho thấy từ bao đời nay họ sống dựa vào rừng, sống rừng nuôi, chết rừng chôn. Rừng đối với họ không chỉ là mối quan hệ giữa cái tự nhiên là rừng và với cái xã hội là con người, mà còn mang tính linh thiêng. Đồng thời với đó xuất hiện các hình thức quản lý rừng trực tiếp bởi cộng đồng. Truyền thống quản lý rừng của họ đã thể hiện rất rõ trong những tục lệ giữ rừng, trồng cây, xây dựng hương ước, luật tục bảo vệ rừng, bảo vệ cây cối của nhiều làng xã. Thực tế hiện nay cho thấy, trong mô hình quản lý rừng bằng luật pháp, việc ban hành và triển khai nhiều chính sách gặp nhiều vướng mắc và thách thức ở vùng dân tộc thiểu số trong giải quyết các vấn đề cụ thể mang tính địa phương. Trong khi đó, các thách thức quản lý các loại rừng công cộng truyền thống theo luật tục lại cho thấy tính bền vững cao, bởi vì rừng và cộng đồng luôn gắn bó với nhau. Bởi vậy, nhất thiết cần có sự kế thừa và kết hợp giữa cách thức quản lý rừng của cơ quan nhà nước và của cộng đồng địa phương, giữa pháp luật và luật tục. Thì những cái quy ước này nó có từ rất lâu đời rồi, chứ không phải bây giờ mình mới đưa vào đâu. Người ta đã có từ lâu đời rồi, thế nhưng bây giờ mình chỉ có cái là nó phát huy lên và chính quyền và các đoàn thể đã hướng dẫn để cho nó bài bản hơn, nó phù hợp với pháp luật hơn. Chứ còn người ta có từ trước rồi, có những cái luật rất khắt khe chứ. Thế bây giờ giảm bớt những cái khắt khe đi để làm sao mà vừa đảm bảo được cái quy định, cái hương ước của làng, nhưng cũng phải phù hợp với lại cái luật pháp chung. Cho nên là cái việc mà người dân đặt ra những cái luật ấy, tôi nghĩ rằng là hợp lý, hợp tình, hợp lý với người dân thì mình nên phát huy. Trong khi tình trạng chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép ở các tỉnh, trong đó có Tây Nguyên, vẫn còn nhức nhối. Nhiều cánh rừng đang có nguy cơ dần bị tàn phá. Một số đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép đang sử dụng những biện pháp tinh vi nhằm tàn sát những cánh rừng vô tội. Thì hiện những cánh rừng ở Khe Váp, Lạng Sơn, Sải Xuân ở Lào Cai, hay Ca Bay và Tumarong ở Kon Tum vẫn bạt ngàn một màu xanh. Điều đó phần nào đã khẳng định cộng đồng cùng tham gia quản lý rừng là một thực tiễn không thể phủ nhận và nó đang rất hiệu quả. Cho dù nếu không được thể chế hóa hoặc được thừa nhận, thì việc chủ động bảo vệ rừng của bà con thôn bản vẫn tồn tại từ bao đời nay. Bởi đây là đặc trưng cơ bản của văn hóa và quan hệ cộng đồng vùng cao đã có từ lâu đời. Rừng là da là thịt, là sống phải gắn liền với rừng núi sông ngòi. Không có rừng có sống ở đâu, phải không ạ? Không có rừng mà sống thế nào, phải không ạ? Sống với rừng thì rất là quan tâm và bảo vệ rừng. Cả thôn cũng có ý thức là thống nhất là bảo vệ rừng. Rừng của chúng ta là tập thể, là cộng đồng. Cộng đồng thì cũng đều, chứ không phải là nhà nào hoặc cá nhân nào được quản lý. Đó là rừng cộng đồng, là cả cộng đồng sức để bảo vệ. Cộng đồng dân cư thì mỗi một người dân là một người quản lý. Thôn bản thì cũng có quy ước, hương ước của thôn bản. Phải bảo vệ cái nơi rừng này, bảo vệ thú rừng này, các loại mà vân vân là hoàn toàn là nằm ở trong đấy. Những cái quy ước này nó có từ rất lâu đời rồi. Mà cái này không phải do một người đặt ra mà cả thôn làng đặt ra. Thì luật phạt rất là tự nguyện. Đấy, như vào kiểm lâm mà bắt được cái này mà phạt thì khó khăn lắm. Nhưng thôn bản phạt là rất dễ. Thì khi từ cái hương ước quy ước đó thì cái trách nhiệm bảo vệ rừng với rừng cộng đồng của thôn nó sẽ được cao lên. Thì đó là một trong những giảm bớt cái gánh nặng cho anh em kiểm lâm. Các dân tộc cộng đồng trên miền núi đều coi trọng rừng và có cả một tri thức ứng xử với rừng. Hãy phát huy cái tri thức đó và đừng coi cái tri thức bản địa đó là có nghĩa là lạc hậu. Đừng coi đấy là mê tín, không phải. Đấy. Họ hàng nghìn đời nay sống với rừng, họ đã tạo ra một thế ứng xử riêng với rừng. Thì phải tôn trọng cái ứng xử hơn nghìn năm đó, thì ta hãy chọn cái ứng xử như thế. Thì lúc đó ta với rừng là bạn, ta với rừng là anh em. Thì lúc đó chúng ta mới bảo vệ rừng được, và rừng mới bảo vệ con người. Đấy. Rừng mới làm giàu cho con người được.